Chào mừng quý vị và các bạn cùng quay trở lại kênh Phong Thủy Gia Cát. Lời đầu tiên thay mặt ban biên tập của chương trình, xin kính chúc quý vị luôn gặp vạn sự lành, tấn tài tấn lộc, vạn sự hanh thông. Thưa quý vị, nhiều gia chủ đang thắc mắc ngày rằm tháng 10 âm lịch nên thắp hương vào giờ nào để có được sự may mắn và kết nối tâm linh một cách tốt nhất. Theo thầy Gia Cát cùng các thầy trong Hiệp hội Phong thủy và Tâm linh Việt cho rằng, sợi dây tâm linh kết nối âm dương sẽ được liên kết vững chắc và linh thiêng nhất nếu chúng ta thắp hương vào khung giờ vàng này. Không chỉ giúp tâm trí thanh tịnh, thu hút vận may, tài lộc cũng kéo đến với gia chủ. Để đảm bảo tính linh thiêng và quan trọng của việc thờ cúng, nếu lỡ thắp hương vào thời điểm kiêng kỵ thì chẳng khác nào chuốc lấy tai họa vào thân, chiêu dụ tà khí xâm nhập vào ngôi nhà của mình. Chuyện tâm linh không đùa được đâu. Vậy giờ hoàng đạo nào thắp hương ngày 15 tháng 10 là tốt? Sai lầm thắp hương khi cúng bái dẫn đến tai họa như thế nào? Chúng tôi sẽ chia sẻ ngay sau đây. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Trong video ngày hôm nay, chúng tôi sẽ chia sẻ cùng quý vị những nội dung chính như sau. 1. Tổng quan cát hung ngày rằm tháng 10 âm lịch. 2. Phân tích chi tiết cát hung của từng giờ trong ngày. 3. Tìm ra những khung giờ tốt nhất thắp hương ngày rằm tháng 10 để thu hút tài lộc. 4. Cảnh báo những khung giờ xấu, đại kỵ việc thắp hương, kẻo rước họa vào thân. 5. Sai lầm tuyệt mệnh khi cúng bái dẫn đến tai họa như thế nào. Trước khi bước vào nội dung đầu tiên, để đảm bảo việc thờ cúng được linh thiêng, kết nối tâm linh tốt nhất, quý vị cần phải biết tránh những điều đại kỵ sau. Thưa quý vị, chuyện thờ cúng là việc hết sức quan trọng và cần thiết, là phong tục tập quán tốt đẹp của dân tộc ta. Trong việc thờ cúng ngày rằm mùng 1, ngoài việc sắp xếp bàn thờ, lau dọn sạch sẽ, thì quý vị cũng cần kiểm tra trong bát hương nhà mình đã có cốt thất bảo hay chưa. Nếu chưa có thì quý vị nên thỉnh về và tiến hành bốc lại bát hương để cho mọi sự được đúng và đầy đủ. Cốt thất bảo là vật phẩm giúp thông linh tốt hơn, lưu giữ lời nguyện cầu và nơi trấn. Lưu giữ lời nguyện cầu và làm nơi trấn không cho tà khí, quế khí, tạp khí xâm phạm vào bát hương. Bát hương là không có cốt thất bảo thì thờ cúng vô ích. Bát hương là nơi để kết nối thông linh giữa con cháu trên trần thế với người cõi âm. Đây cũng là nơi để thể hiện tình cảm biết ơn, kính trọng với các bậc tiền nhân cũng như những vị thần đang cai quản, chăm sóc gia đình. Vì thế, việc bốc bát hương mới là điều tối trọng khi bài trí bàn thờ. Trước khi bốc bát hương, gia chủ cần phải kiểm tra kỹ xem đã có đủ đồ bốc bát hương chưa. Bộ bốc bát hương ngoài bát hương thì cần phải có 7 thứ sau. 1. Là thất bảo. Thất bảo là 7 bảo vật của nhân gian tượng trưng cho linh khí của đất trời hội tụ, bao gồm có vàng, bạc, mã não, san hô đỏ, hổ phách, ngọc trai và đá mã não, là pháp bảo cúng dường cho Phật Thích Ca khi Ngài giáng thế. Thất bảo là bảo vật lưu giữ lời nguyện cầu của gia chủ, đồng thời cũng là pháp bảo giúp bát hương có được linh khí, giúp trấn áp tà ma, ngoại đạo xâm phạm vào bàn thờ nhà mình. 2. Là cho nếp. Cho nếp là thứ không thể thiếu được khi bốc bát hương. 3. Gạo vàng thần tài. Đây là pháp khí chiêu tài và kích hoạt hượng khí cho bát hương, giúp cho bát hương trở nên ấm cúng và linh ứng hơn. 4. Là ngũ vị hương, giúp tẩy uế trừ tà cho bát hương và ban thờ, từ đó khiến cho ban thờ được thơm tho, sạch sẽ và phòng thờ ấm cúng hơn. 5. Tờ di hiệu là pháp khí, là nơi để ghi linh vị của bát hương của người cần thờ cúng. 6. Giấy trang kim, sử dụng để gói thất bảo, giúp cho thất bảo tụ khí tốt hơn và đồng thời cũng để bảo vệ thất bảo không bị cháy trong trường hợp bát hương bị hóa. 7. Bộ văn khấn tôn cấp lập thờ, thủ tục bốc bát hương kèm theo những lưu ý quan trọng khác. Đó là những thứ cần thiết không thể thiếu để bốc bát hương mới hay bốc lại bát hương cũ. Các vật phẩm bốc bát hương cần được khai quang, trì chú và xem ngày sử dụng trước khi sử dụng. Khi được khai quang và xem ngày sử dụng đúng theo tuổi của gia chủ thì vật phẩm mới phát huy được công năng tốt nhất. Quý vị hãy liên hệ trực tiếp tới số 0989 349 119 để được tư vấn về việc lập ban thờ, chọn ngày tốt cũng như các thủ tục và văn khấn để lập ban thờ. Việc thờ cúng là điều hết sức quan trọng, vậy nên quý vị hãy hết sức cẩn thận và trịnh trọng, không được làm qua loa cho xong. Quý vị thân mến, trước khi đi vào tìm ra những khung giờ tốt nhất để tiến hành thắp hương ngày rằm tháng 10 âm lịch, ta cũng cần phải xem xét ngày cát hung như thế nào, từ đó lựa chọn ra được những khung giờ tốt, phù hợp nhất.
Ngày 15 tháng 10 hay ngày rằm tháng 10 âm lịch là ngày Ất Sửu, tức Can khắc chi, Ất mộc khắc Sửu thổ, là ngày các trung bình chế nhật. Nạp âm ngũ hành của ngày là Hải trung kim, kỵ tuổi Kỷ Mùi và Quý Mùi. Ngày thuộc hành kim khắc hành mộc, đặc biệt là tuổi Kỷ Hợp, nhờ kim khắc mà được lợi. Ngày Sửu lục hợp Tý, tam hợp Tỵ và Dậu thành kim cục, xung Mùi, hình Tuất, hại Ngọ, phá Thìn, tuyệt Mùi. Tam sát kỵ mệnh tuổi Dần, Ngọ, Tuất. Ngày hôm nay có trực mãn và sao trụy trong bộ nhị thập bát tú. Ngày này thuộc tiết khí lập đông. Các thần trong ngày là Lộc Khố, Nguyệt Ân, Ngọc Vũ, Ngọc Đường, Phúc Đức, Quan Nhật, Thiên Phú, Thiên Thành, Thiên Vu, Thiên Ân, Thiên Đức, Thần Tại, Tứ Tướng. Các việc nên làm là cầu phúc nguyện, cầu tài, cầu tự, di đồ, khai trương, khai điếm, khởi công, nạp lễ, nạp thái, nạp tài, tu cung thất, tu trạch, tu tạo, tạo trạch, tạo táng, tế tự, đính hôn. Hung thần là Cửu Không, Hỏa Tinh, Lao Nhật, Nguyệt Yếm, Ngũ Bất Ngộ, Phi Liêm, Phá Bại Tinh, Quy Kỵ, Sơn Cách, Tam Tang, Thiên Cầu, Thiên Tặc, Thổ Ngân, Thổ Ôn, Tuyệt Yên Hỏa, Xích Khẩu, Đại Họa, Đại Sát, Địa Hỏa, Địa Thư. Các việc kỵ làm ngày rằm tháng 10 âm lịch là ăn sàng, ăn táng, giá thú, hành thuyền, hương tu, hương tạ, hội khách, khai sanh phần, khai thương khố, khai thị, khải toàn, khởi tạo, long táo, nhập liễm, nhập sơn, nhập trạch, phá thổ. Tiếp theo chương trình chúng ta cùng phân tích về cát hung của từng giờ để chọn ra cho quý vị những khung giờ hoàng đạo thắp hương ngày rằm tháng 10 được hanh thông và thuận lợi. Giờ đầu tiên trong ngày là giờ Bính Tý, 23 giờ đến 1 giờ đêm. Có các sao là Thiên Hình, Thiên Cẩu Hạ Thực, Thiên Binh, Thiên Ất Quý Nhân, Thái Dương, Lục Hợp. Giờ này rất nhiều hung tinh nên không dùng được. Giờ thứ hai là giờ Đinh Sửu, từ 1 đến 3 giờ sáng. Có các sao là Chu Tước, Cổ Mộ Sát, Phúc Tinh Quý Nhân, Tứ Đại Cát Thời, Thiên Xá, Thiên Kiến, Kim Tinh là giờ cát trung bình. Giờ thứ ba là giờ Mậu Dần, từ 3 đến 5 giờ sáng, có các sao Kim Quỹ, Phúc Đức Tinh, Quý Đăng Thiên Môn, Đế Vượng, Ngũ Quỷ, La Hầu, Lục Mậu, Kiếp Sát, Lôi Binh. Giờ này nhiều hung tinh nên không dùng được. Giờ thứ tư ta xét là giờ Kỷ Mão, từ 5 đến 7 giờ, Tinh Thiên Đức, Thiên Đức, Bảo Quang Tinh, La Thiên Đại Tiến, Ngũ Phù, Nhật Lộc, Ngũ Quỷ, Thổ Tinh, Cửu Xú, cũng là giờ xấu, có nhiều hung tinh. Giờ thứ năm ta xét là giờ Canh Thìn, từ 7 đến 9 giờ, có các sao Bạch Hổ, Thiên Sát, Kế Đô, Hà Khôi, Địa Binh, Tứ Đại Cát Thời, Ngũ Hợp, có nhiều sao xấu nên không dùng. Giờ thứ sáu là giờ Tân Tỵ, từ 9 đến 11 giờ, có các sao Ngọc Đường, Thiên Khai, Thiếu Phi Tinh, Tam Hợp, Mộc Tinh, Ngũ Bất Ngộ, Hỏa Tú. Đây là giờ tốt để thắp hương rằm tháng 10 âm lịch. Giờ thứ bảy ta xét là giờ Nhâm Ngọ, từ 11 đến 13 giờ, có các sao Thiên Lao, Tỏa Thần, Thời Hại, Triệt Lộ Không Vong, Cửu Xú, Quý Đăng Thiên Môn, Thái Âm, Trường Sinh, Tham Lang. Giờ này xấu do có nhiều hung tinh nên không dùng. Giờ thứ tám là giờ Quý Mùi, từ 13 đến 15 giờ, có các sao Huyền Vũ, Thời Phá, Triệt Lộ Không Vong, Tứ Đại Cát Thời, Hữu Bật, Thủy Tinh và cũng là giờ xấu. Giờ thứ 9 là giờ Sắp Thân, từ 15 đến 17 giờ, có các sao Tư Mệnh, Nhật Tiên, Phượng Liễn Tinh, Thiên Ất Quý Nhân, Thiên Quan Quý Nhân, Tả Phụ, La Thiên Đại Thoái, Hỏa Tinh, Thiên Tặc là giờ tốt thứ 3 trong ngày. Giờ thứ 10 ta xét là giờ Ất Dậu, từ 17 đến 19 giờ, có các sao Câu Trần, Cửu Xú, Tam Hợp, Thái Dương, Tỷ Kiên là giờ xấu và không dùng được. Giờ thứ 11 là giờ Bính Tuất, từ 19 đến 21 giờ, có các sao Thanh Long, Thiên Quý, Thái Ất Tinh, Tứ Đại Cát Thời, Hỷ Thần, Đường Phù, Vũ Khúc, Kim Tinh, Minh Tinh, Thời Hình, Thiên Cương, Nhật Mộ, Tuần Trung Không Vong, Thiên Binh là giờ tốt trung bình. Giờ cuối cùng trong ngày là giờ Đinh Hợi, 21 đến 23 giờ, có các sao Minh Đường, Minh Phụ, Quý Nhân Tinh, Thiên Xá, Quốc Ấn, Dịch Mã, La Hầu, Cô Thần, Tuần Trung Không Vong và cũng là giờ xấu. Như vậy chúng ta đã xét xong 12 canh giờ trong ngày rằm tháng 10 âm lịch, có các khung giờ tốt như sau. 1. Đinh Sửu, từ 1 đến 3 giờ. 2. Tân Tỵ, từ 9 đến 11 giờ. 3. Là Bính Tuất, từ 19 đến 21 giờ. Đây là 3 khung giờ hoàng đạo tốt nhất để chúng ta tiến hành nghi lễ thắp hương cúng rằm tháng 10 âm lịch. Quý vị hãy chọn ra những khung giờ tốt nhất phù hợp với mình để tiến hành thắp hương cho mọi việc được thuận lợi và may mắn. Bên cạnh những giờ tốt hoàng đạo trên thì đây là những khung giờ cực xấu, đại kỵ thắp hương ngày rằm tháng 10 âm lịch. Nếu lỡ phạm phải thì những chuyện hung họa dễ xảy ra, thần linh của trách.
và đó là những giờ sau: Bính Tý 23 đến 1 giờ, Mậu Dần từ 3 đến 5 giờ, Kỷ Mão từ 5 đến 7 giờ, Canh Thìn từ 7 đến 9 giờ, Nhâm Ngọ từ 11 đến 13 giờ, Quý Mùi từ 13 đến 15 giờ, Giáp Thân từ 15 đến 17 giờ, Ất Dậu từ 17 đến 19 giờ và Đinh Hợi từ 21 đến 23 giờ. Nếu quý vị may mắn xem được video này trước ngày 15 tháng 10 âm lịch thì sẽ chủ động hơn trong việc lựa chọn ra cho mình những khung giờ tốt nhất. Trên đây kênh Phong Thủy Gia Cát đã chia sẻ cho quý vị và các bạn những khung giờ tốt nhất để thắp hương cúng ngày rằm tháng 10 âm lịch. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Mọi ý kiến của quý vị hãy để lại bên dưới ô bình luận hoặc liên hệ trực tiếp tới số 0989349119 để được tư vấn chi tiết. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn.